Rồi thì hôm nay Quang ghé thăm nhà của chị Xuyến, gặp chị Xuyến đang làm gì nè quý cô chú anh chị ơi. Rồi chị nãy gặp chị làm gì đó chị xé? Chị cúng dán địa em ơi. À dán địa hả? Dạ. Là dán gì chị xé? Con địa của chị ông cũng nhiều khi nhái ông cũng lên đi. Ừ. Chị còn xin cho ông độ cho gái của chị bé Nga đó. Dạ. Xăm mẹ tròn con vuông với cháu chị nuôi cháu chị đến ngày hôm đó. Dạ. Chị hủ nữa. Xin cho hủ đừng có bệnh hoạn ra qua nhận hỏi rằng cho nó nuôi vợ nuôi con cái gì đó em. Dạ. Rồi mình tính chiều nay sao chị, mình có lên trên ấy không? Dạ. Chiều nay mình có lên trên chỗ chị của mà hủ để mà chăm chăm Nga. Đây nè, chị nãy giờ chị đến Nga nấu cháo rồi chị nằm chị coi mạng chưa giờ ngủ chiên đó. Ừ. Chị nằm mà chị ngủ quên nãy giờ nè. Tối nay có chụp chính hay không? Chắc lên chánh nha, không có ngủ chánh. Dạ. Để cho ngủ có được ha. À. Nghe nó cũng chưa có gì. À. Rồi lên cho mình có cho con mình nó đừng buồn vậy đó. Dạ. Rồi hồi nãy mấy em cũng có điện á thì nghe nói là cũng chưa có dấu hiệu sanh. Dạ. Như là đang theo dõi thôi. Dạ. Còn không biết chừng nào mới sanh thôi. Dạ. Dạ. Chị mua nãy chị mua đồ rồi. Mua giá rồi chị nấu cháo nấu đem lên chảnh cho nó ăn, hỏi nó ăn không, nó ăn, nó kêu ngủ, kêu chị nấu không ngon. À. À. Nãy là chị Xuyến có mua cá lóc để nấu cháo nha. À, chị để nấu cháo nhưng bây giờ chị ngủ, chị nằm, chị coi mạng, bây giờ chị ngủ. Hai bóp chị thức tới 3 giờ mấy á. À, tối thức trong nghe hả? À, thức đi đâu đi ra, thấy nó nằm nó ngủ cũng êm. Ừ. Nha, tối ngủ ngon không? Ngủ ngon, mấy người kia nó đau bụng là ấy lắm. Ừ. Còn xanh, ngủ thì sao? Ôi ừ, vậy kìa, kìa mẹ ơi. Giờ con còn dân hết quá. Con để mẹ mở. Anh rút ca rồi, bắt tắm rồi. Như là quậy 180 độ luôn á. Cái gì đó làm bắt giật dân cái cây luôn rồi. Không chịu kêu là chỉ mẹ mở ra cho con làm gì đi. Rồi tiểu hay làm gì, tao lấy đồ. Dạ. Tao bắt đóng nó lại rồi, bắt đóng này lại rồi. Dạ. Ờ, cứ ngắt gì mà làm sốt con chạy. Ngồi dân cái chân này. Này, ai đóng nữa hả? Con Tư. Tư, Tư cũng làm giả chiến đâu. Chơi Kim Tư ha. Dạ. Tư cũng làm giả chiến thôi. Đâu rồi, chị điện hỏi ngủ rồi ăn gì nữa chị đem lên. Chị chuẩn bị đồ ăn rồi cho con trai với con dâu chứ. Mấy con dâu với con rể chứ. Dơ con đưa điện thoại con mẹ điện mày kiếm cái máy mẹ. Như nó biết chỗ nào rồi nó đi tìm kìa. Kiếm mày đi, kiếm mày. Kiếm cái điện thoại cho mẹ con nhé. Biết chảo không? Ở đâu? Điện mà. Rồi kìa. Cái này chị điện số đó, chị điện Zalo, Zalo không có bấm đâu. Zalo nó bấm. Điện thoại chị để đâu mà không biết chứ hả? Chị ngủ quá đó, bây giờ chị để cho mẹ. Điện hỏi thăm con rể coi là bé nó điện được không? Điện được không? Điện ngủ được không? Bấm vô game hả? Chơi game làm mất Zalo. Điện đi.
chơi mà nó bấm Zalo, nó làm sao Zalo. Thật. Nó bấm về xong rồi nó lên Zalo nó chơi không. Tao đâu không điện cho chị rồi, không nào có xác chị ngoài ngoài. Không em. Không có gì mà. Không có gì mà. Cái máy kia là có cá 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 dưới ghế kìa, mẹ đây dưới ghế. Cá đây nhá, cái máy kia bắn Zalo của công ty đang điện Zalo cho Hữu ha. Mẹ không thích nói được. Xong điện số điện thoại á. Bạn lại điện thử cho mình. Đặt rồi không nhận được. Vui lòng gọi lại sau. Mẹ. Mẹ. Ừ, mày gọi đi. Mẹ. Ừ, gọi đi, không biết gọi chứ nè. Xong điện số. Thì điện sao mà điện. Hai chồng nó xài lộn xộn chót cho. Mẹ còn lại tài khoản. Mẹ còn lại tài khoản. Tiền hay. Phải hết tiền chứ. Chị gọi nó phải còn. Gì? Nè nó gọi bên đây nè, nào Zalo bên đây được. Bà này con bên đây mình có nó không ổn định. Như gọi hả? Như hay rồi. Bên đây gọi được, này có cách Zalo với nó bên đây. Như gọi luôn. Như gần lắm á. Có cách Zalo. Như lại mở quạt nha. Nhất. Ừ. Ờ, đi qua mở bạn đi. Mấy con, mấy con. Để xuống nhỏ nhỏ thôi. Còn xuống dưới á. Ờ, dưới nữa, dưới nữa. Ờ, cái bên. Trên. Trên, lúc trên, ừ. Ờ. Như nó nghe được nha. Dạ. Dạ. Tiền không hay quá, cái này còn tiền. Không được hả? Ừ. 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 Ở Ừ. 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 Không, nó thì ngủ lo cho nó này kia để nó chứ rồi chị thương nó thì chị tính luôn. Ừ. Là chạy lên xuống. Dạ. Dạ. Đây thì chị đắp giỏi. Hả? Đây nó ở đâu. Ở gì về đây thì bữa hôm chị hỏi nó, em hỏi nó rằng em làm mình đó cho nó em giờ đồ ở đây nè. Mà nó đâu chịu. Thôi vậy thì lần lắm với em ngủ được nhé. Kêu đó, không phải nó có tiền kêu mua nhà khác bên đây không nữa, người ta bán nữa. Dạ. Không chịu ở đây. Qua rồi, ở trên đất. Có đất bạn chồng chào chăn nuôi. Ở đây chỉ nuôi. Lần chút nấu cho cá đừng chảnh hả? Nấu nãy giờ nằm ngủ quên nè, nghĩa nằm ngủ quên nè. Lại ướt quyền xong mới đi sao? Ước quyền rồi mắc điện cho bà mẹ nữa, bà giữ mấy đứa này mới đi được nữa. Bà giữ không được mà trả theo luôn. Hả? Ừ. Ví dụ như nó trả mình với đây điện là nó không có ra, trả nó gần nè. Nó không mở mày. Nó mở mày. Thôi cắt đi. Hả? Ừ. Ngồi nạp sớm rồi mày. Ừ. Cái nạp tiền này. Có tiền chưa hay nó mát với chị đó nè. Rồi sáng giờ chị có hỏi tình hình chảnh không chị xé? Có, chị mát nãy mới hỏi nó là hỏi nghe sao nó nói ừ thì cũng nằm bác sĩ kêu theo dõi gì đó. Ừ. Cũng như là theo dõi là ngày nào hay ngày nấy gì đó. Ừ. Chứ chưa có biết là ngày nào sinh hết ha. À. Tại vì em bé còn quá non tháng. Ờ, à, khoảng còn mấy tháng nữa chị xé, mấy tuần nữa. Nếu mà có 2 tuần nữa thì em bé đủ không đi, không thiếu. À.
bé còn đang non. Hai tuần nữa hả? Nó mới có 35 tuần mà em bé có 2kg. À, thường là 37, 38 tuần gì đó nha. Cái này nó mới có 35 tuần mà em bé có 2kg. Ờ, em bé thấy có 2kg hả? Ừ. Em bé thiếu dinh dưỡng quá. Nó ăn ít quá rồi. Nghe thấy sức khỏe nó cũng ốm yếu rồi chị Xuyến. Ừ. Sao chị Xuyến không có tới lui đốc thúc nó cho nó ăn nó nhiều vô. Nghe là chị đâu nó hương ngủ tới ngày nó đeo theo ngủ không chứ phải nó đeo theo chị đâu. Cái ngủ nó mua đồ cho nó ăn quá chừng luôn mà. Nó ăn quý à chút xíu mà cũng nhiều ngủ ăn không á. Có nhiều ngủ ăn không á? Ừ. Này bổ cho cha nó không có bổ cho con rồi. Chắc do con gì quyền mấy con ấy không ăn chứ nghe nó không ăn chứ nhà không ăn ăn được nhà nó ăn không được nó kén kén là một hai nó ăn xỉu ở nhà chuyện gì vậy bởi vì mình là sức khỏe nó yếu rồi từ dưới phần nữa giờ em bé trong bụng thì cũng không ổn nữa. Nó thì nhiều người ta nói là em bé là mình là dàn dựng là sao chị Xuyến, đâu chị Xuyến nói lên chị Xuyến. Nhiều người ta không có tin tưởng mà giờ em bé là bị bệnh thiệt. Em cũng nói với khán giả cộng đồng mạng trong nước mình nước thật sự ra em với ba năm YouTube không ai nói dốc con A không có bệnh hết trơn á. Nó hoàn toàn nó có bệnh. Nó có bệnh nó đi điều trị Cần Thơ được rồi. Thành ra nó bây giờ nó mới ảnh hưởng em bé bệnh. Bác sĩ người ta bệnh viện lớn người ta chụp bác sĩ hay người ta chụp tay siêu âm người ta khám nó luôn kết quả nó ta nắm trong tay luôn là em bé bị bệnh vậy đó. Là em bé bị bệnh sao chị thông báo luôn rồi chị Xuyến. Em bé bây giờ bác sĩ nói em bé nó bị hư hai cái quả thận. Bây giờ nếu con Nga đẻ em bé ra đó một là em bé bị điếc lỗ tai hai mù mắt nữa. Tại vì thời gian qua đó điều trị thuốc chỗ dùng kính nó ảnh hưởng em bé. Đó khổ sức khổ tức là hôm qua chị lên đó là bác sĩ cũng đã nói rồi đó ha. Biết kết quả trơn rồi đó. Lúc trước bác sĩ cũng đã nói trước rồi mà thì đã nói trước rồi đó tại vì con tôi nó bị bệnh rồi quay rồi nó không biết trả lời nó giọng nó dớt mà ngày chồng rồi cũng dớt mà con vợ thì không được không mình bệnh thì mình nói bệnh cho anh em cô chú bác người ta biết. Khán giả ơi nó khờ con em nó khờ nó ngu lắm khán giả ơi nó không có được không như người ta đâu. Đó thì cái kết quả cái phiếu xét nghiệm siêu âm nè thấy chưa đã có trong mấy anh em có hết trơn rồi nè đó nè. Phiếu xét nghiệm siêu âm nè thấy chưa nè quý cô chú chị thấy nè thấy không nè nó là ghi nhận khác nè thai nhi nè bể thận phải nè bể thận trái nè thấy chưa nè, thấy chưa quý cô chú chị nè thấy chưa nè. Đó, thai nhi nè, bể thận phải, bể thận trái nè. Đây tên nè, nè thấy không? Tên luôn. Tên là của gì Ngọc Nga nè thấy chưa? Đó, Quỳnh Ngọc Nga nè thấy quý cô chú anh chị. Đó, Quỳnh Ngọc Nga nè để zoom lên cho quý cô chú anh chị xem nè rõ không? Đây Quỳnh Ngọc Nga thấy chưa? Nè Quỳnh Ngọc Nga nè, mình không có quay hết được. Tại vì quay hết đó là sẽ giống như ta kêu là thông tin cá nhân á. Đó, Quỳnh Ngọc Nga nè thấy chưa quý cô chú anh chị? Đó, nè. Đó. Đây là Quỳnh Ngọc Nga đó là phiếu xét nghiệm siêu âm là bể thận phải bể thận trái đầy đủ trên đó là nhiều người ta không có tin đó, không có tin đây là thấy chưa nè đó. À, thấy chưa đó. À, bể thận phải nè thấy chưa ghi rõ không đó. À, bể thận trái nè thấy chưa là 10 bể thận phải là 10mm bể thận trái là 8mm nè thấy không kết quả siêu âm là Quỳnh thì Ngọc Nga nè quý cô chú anh chị thấy rõ ràng luôn đây không lẽ mấy anh em là nói gạt mọi người để làm gì thực sự cái kết quả này là đây nè là mình chụp lại từ trên kết quả siêu âm của em Ngọc Nga nha đó. Vậy em nói khán giả nghe như vậy nè, ví dụ như qua YouTube này thì có kênh có nhiều người. Người thì bắt cái nó chính xác, còn có cái người ta nghe ta ngôn ngôn anh ta
bắt tao không chính xác, người ta quay nó cũng không giống nhau đâu khán giả ơi. Ví dụ giờ con có bệnh đây, thật sự người ta xem người ta không có xem hết. Dạ thì bây giờ em nói khán giả trong nước và nước nghe. Ví dụ như là kinh của mà anh Tấn Lê Dung nè, rồi Nguyễn An Giang nè, rồi kinh của Quang Phạm nè, rồi Sức Sống Mới nè, kinh của anh Minh Tăng, là trong anh em đó người ta đã quay, là ta quay trong đây ta đã nắm cái chính xác rồi. Người ta đến bệnh viện rồi người ta tiếp xúc rồi người ta nói chuyện rồi bác sĩ rồi kết quả ta đều biết. Rồi có những anh em YouTube khác cũng lại quay, nhưng mà anh em YouTube khác chưa có nắm được cái tình hình bệnh hoạn. Rồi anh em YouTube khác quay đăng lên cái khác nữa, thành ra nó không có giống nhau. Phải em nói khán giả con trong YouTube, khán giả phải mở cái kênh lên khán giả coi. Đó, cái kênh của người này quay khác, cái kênh người kia quay khác đó. Không có ai mà giống ai hết. Nhưng mà thực sự những cái tin đó là hoàn toàn là sự thật. Không không ai đưa những cái tin mà gọi là thì cái tin là không mà... ai đưa tin sai sự thật lên để mà nhiều người ta nói đưa tin sai sự thật lên để làm gì, để kiếm tiền. Ai cũng nói đồng bạc cái xu nào còn cho nó nữa rồi đi kiếm tiền cho nó. Cái nào là thông tin chính xác ở trên đây là anh thông tin chính xác 100%. Cho nó một ly nước ăn được một con cháo của nó anh em ta cũng có tiền, ta đâu có xài của nó, ta cho nó không hết nữa. Rồi khán giả như ví dụ bây giờ là ví dụ anh em này người ta đi xuống tới bệnh viện rồi người ta mới biết kết quả, rồi bắt đầu anh em khác cũng muốn đến quay nga hủ, thì anh em khác đâu có đến bệnh viện đâu nói chuyện đâu biết kết quả, rồi anh em chỉ nắm vài phần trăm nào trong đó, rồi anh em chỉ nói vậy thôi. Thành ra YouTube thì quay thì có nhiều người rất là quay, nhưng mà có người nói đúng có người nói không đúng nữa. Đúng rồi, nhiều người người ta không có ý tốt đó, thì nó cố tình, tôi cố tình quay vậy đó. Dạ ví dụ như giờ anh em này, như ví dụ như là anh Tấn Lê Dung nè, rồi Nguyễn An Giang nè, rồi và vợ chồng anh Minh Tao, rồi Quang Phạm, rồi Sức Sống Mới, là mấy anh em này của người ta đã quay hồi đó tới giờ là ta giúp cho nga hủ thôi. Là người ta hồi đó tới giờ. Rồi ví dụ như những anh em khác cũng quay YouTube nghe quanh quay vậy, cái đâu lại quay lâu lâu mới quay được clip hay clip cái đăng không đúng chính sự thật. Nhiều người người ta xem là không có xem hết cái câu chuyện rồi người ta mới nói là mình dàn dựng. Mà thực chất cái bệnh tình của đứa nhỏ đâu có đem ra dàn dựng cho được. Đúng rồi, cái này là sự thật 100%, không có dàn dựng cái gì hết. Cũng như dàn dựng được cái gì, cũng như là cậu nga bệnh thì chỉ có mấy anh em này đi xuống dưới nga quay nga chỉ biết nga bệnh thôi. Rồi anh em khác đâu có lại tới bệnh viện mà quay hai chồng nga đâu đọc kết quả đâu mà biết nga bệnh hay sao. Rồi cũng nắm cũng chút đỉnh tin tức gì đó rồi quay lên, rồi bắt đầu người này đúng người kia sai, cái làm lộn xộn cho cái người đúng. Còn cái người sai thì không ai biết, còn người đúng thì cho người sai. Sai nó đúng à, nó không có gì cái chất quất chứ mà nó đúng. Một số khán giả người ta xem không có hết cái câu chuyện, nên là mọi người cứ xem hết cái câu chuyện đi rồi hả bình luận vô. Thực sự cái câu chuyện của Hữu Nga thì lúc trước thì nó sao thì không biết, trước thì mình không biết mình bỏ qua đi, thì bây giờ sau này nè là cái chuyện là đứa con của Hữu hiện giờ sắp sanh đó, là bác sĩ siêu âm là hai trái thận nó đã bị hư, đó là hoàn toàn là sự thật. Còn ví dụ như sinh ra em bé có khỏe mạnh hay không, cái đó là mình chưa biết được. Thì bây giờ là hiện giờ kết quả siêu âm là như vậy. Kết quả siêu âm là đang là không có lợi cho em. Dạ biết rồi đó nè, em nói em ngủ với con em một đêm đó. Mà nhà không ai giữ con một bé gái mà chết đó, là cũng không có báo cho Nga biết nữa. Nếu mà Nga biết được cái tin này thì nó thật sự rất là buồn. Chỉ đâu có là chị Xuyến biết và Hữu biết thôi. Nga cũng chưa biết được cái tin là đứa con mà bây giờ không lẽ mà em mà đi dặn dặn Hữu hoài cũng do Hữu nó gây ra cho Nga không, mà em không lẽ giờ nó đã lỡ gì lỡ hết trơn rồi, gạo nó nấu thành cơm chưa rồi. Dù mình có nói cay nó đắng để mình đi thì nó cũng đã là như vậy rồi, thì thôi bây giờ nó bệnh thì đã chị bệnh nó đã hết, bây giờ còn tới con nó trong bụng thì lo cái ngày sanh đẻ đi. Chứ không lẽ giờ mình cứ để trong lòng cứ la gãi mình hoài. Nếu mà ổn mà không có dấu hiệu sanh thì bác sĩ cho về đúng không chị Xuyến? Bác sĩ nói là dưỡng em bé để cho nó già tháng, đặng sanh em bé nó dễ nuôi hơn. Còn nếu sanh non vậy em bé hèo họ cũng nuôi khó khăn lắm, với em bé hiện tại giờ không có sức khỏe, em bé đang bị bệnh nữa. Bệnh là thời gian do con Nga nó bệnh nó đi điều trị. Tại vì cái thông tin là hồi tối là chị ở đó suốt đúng không? Là chị biết cái thông tin hết trơn. Chị cũng thông báo cho khán giả biết. Nhiều nhiều khi khán giả người này người ta không có xem được, người ta nói tới nói lui, thực sự cái câu chuyện nó cũng em cũng nói thiệt với khán giả là ở đây là
nói chung quy ra người ta thì nó nhiều người ta, nhưng mà sự thật là em trình bày cái câu chuyện là có sự thật. Anh em YouTube ở đây em nói từ kinh từ tên nãy giờ là anh em ở đây người ta rất là tốt bụng, mà người ta đâu nói đàng hoàng, không bao giờ người ta nói dối. Cũng bản thân em cũng vậy thôi, nó khán giả to hoài, khán giả cũng biết em đâu có nói dối, nó dốc cái chuyện gì từ đó giờ em đâu có nói dốc nói dối gì đâu, có gì nó nấy à. Con bệnh thì nó bệnh, cháu bệnh nó bệnh, mà rễ bệnh thì nó rễ bệnh chứ đâu không mà nó dốc chi. Đúng rồi. Mà nó có tiền nhiều thì vợ chồng ăn, vợ chồng nó xài, chứ em cũng đâu có xài, em cũng đâu có cái gì tiền bạc của nó đâu. Đúng rồi. Nhưng mà chủ yếu là tụi em lên đây để cái câu chính chính cho mọi người hiểu là cái câu chuyện này nó hoàn toàn là sự thật. Mấy anh em cũng thật sự cũng không có phải quay về cái mục đích là gọi là kêu gọi hay là mục đích để mà kiếm những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân cho Hữu để làm gì. Chủ yếu là quay cái câu chuyện của gia đình Hữu Nga cho quý cô chú anh chị biết vậy thôi, chứ hoàn toàn là chưa bao giờ mấy anh em kêu gọi một đồng một cách nào. Đúng. Nó không có con, nếu nó con thì ngày hôm nay nó xảy ra sự tết gì. Dạ. Vợ mình mang bầu ăn bì, mình ở nhà mình lo vợ con buôn bán, lúc đó nó buôn bán cũng im lắm chứ bộ. Nó buôn bán mà chị thấy chỉ còn hai anh đó. Dạ. Bán như đó khô đập với số đó. Kiểu đó thì cuộc sống của hai đứa nó cũng ổn. Từ lúc mà nó xảy ra cái vấn đề về bệnh tới giờ nên là cũng không ổn cho lắm, đâu có đi mần mụn gì được nữa. Đâu có mần gì đâu, người nó bệnh, người con gái chị bệnh nữa. Rồi bây giờ cái sanh đẻ tới nơi, hàng làm ở nhà giữ đang nuôi. Bữa lúc mà bệnh hết bệnh tới tới giờ là nghỉ đi bán giấy số luôn nữa ha, cũng không có bán thu đập bị, gì nữa ha. Bị gì con Nga nó bị bệnh, người thằng Hữu nó ở kế bên lặng nó chăm sóc mà Hữu nó cũng bị bệnh đó. Nga nó nghỉ bán thôi. Hữu giờ nói chung là cũng hết bệnh rồi ha, cũng khỏe rồi. Dạ. Lúc cái thời gian nó bệnh đó, rồi nó mới nghỉ đi bán thu đập với số như đó. Người Nga bệnh đó. Chung tội là tội cho con Nga thôi. Thì em nói cũng bị gan chị nói vậy đó. Tội cho lắm. Tội là tội cho Nga là nó tờ quá. Cũng không biết gì. Ông nghe cho Nga bây giờ cái gì Nga nó không hết trơn. Dạ nó thương là cái đứa nó bụng nè. Tự nhiên giờ nó bị gì nè. Do cha nó lại. Không biết mà bây giờ em bé ra có gọi là có mạnh khỏe hay không nữa. Thì trước tiên đó là đã là cái thông tin đó là siêu âm nó thì đã bị hai trái thận đã yếu rồi. Nhưng mà như vậy thì thằng rồi làm sao mà ấy đây ta, mà sao lỡ sinh ra mà phải chạy thận từ nhỏ thật. Không, cái vụ như em bé đó, em bé mà bệnh như kiểu này á, nếu mà nó có đủ cái dinh dưỡng mà già tháng có thể nó lướt được, tại vì cái sức có ý nó thôi đó. Không có thận kìa. Em nói ví dụ hai quả thận kìa, là có thể là hai quả thận nó hư là không xong. Hai quả thận hư là không xong, ý nói là có thể là khả năng là nó sẽ không lọc được, đó là không lọc, không có bài tiết được. Mà sẽ từ nhỏ là sẽ bị chạy thận từ nhỏ hả? Ôi không, không ơi. Cái này thì mà thật sự mấy anh em không biết gì y học cho lắm, nên là chỉ dự đoán vậy thôi. Nên là quý cô chị nào mà có chuyên môn về những cái này thì bình luận vô cho mấy anh em biết. Có nói đó, bác sĩ nói một là lấy mẹ, hai bỏ con đó. Không biết sao bác sĩ có nói trước. Người ta tư vấn rồi, phụ nó đã đòi giữ, một hai đòi giữ. Một là bỏ em bé, hai là lấy mẹ, ba bỏ bé bắt con, mà ai mà bỏ mẹ. Bây giờ mẹ con điều Hữu nó chịu ấy hết chứ, đã điều trị bệnh nó rồi, nó phải ảnh hưởng cho em bé rồi, trước bác sĩ thôi cũng có nói rồi. Rồi hỏi nó đi khám lần kế nữa thì Hữu đã biết kết quả rồi. Hữu biết trước rồi, nó giấu nghe. Thực sự mấy anh em đến đây để chia sẻ câu chuyện này lên để cho mọi người đồng lòng để mà xem cái cho em bé nó, mong là cho em bé nó ra đời là mẹ tròn con vuông để đừng có bệnh. Bệnh thực sự nếu mà nó ra đời nó bệnh một cái là Hữu Nga sẽ khổ nữa. Con Nga thì nó lại là rất là khờ, làm sao chăm em bé được đây. Nếu mà nó mạnh khỏe thì thằng Hữu mới có được cái gọi là cái tinh thần đi làm để có tiền nuôi mẹ con Nga, còn không là chị xiến gánh nữa. Thiệt đó.
lỡ có chuyện gì ông Hữu ổng ba chân bốn cẳng rồi là chị xíu nuôi nữa. Chị ở đây thì cưng chị hồi đó giờ chị không giống không, cái này em chị mới thiệt mấy đó. Người rồi không có gì mình nên nghe đâu. Có chuyện gì lỡ ông Hữu ông ba chân bốn chị cẳng chị bị mấy người ra ra con nga gì nè. Miền nữa hả? Nữa. Còn dữ hơn con chị nuôi từ nhỏ tới lớn cái nó cái không hỏi ý kiến với tò mình chơi cái làm cái đã về cái gì kêu chị gánh mà chị á mượn chị 100-200 ngàn không được mà đụng chị cho nó tiền trăm tiền triệu không mà chị bị mấy người chị biết cạnh đó tình mẹ con làm sao chị nở lòng mà dứt khoát không có bỏ nó được rồi trong gia đình chị em chị mẹ chị còn không bỏ được nữa chị con đẻ của chị bây giờ chị đang lo lắng cái vụ mà tất cái là nó quá khờ đi đang lo lắng cái vụ mà có chuyện gì nè ba chân bốn cẳng nè là chị Xuyến mà đem về nói Hữu nói là má ơi bây giờ ơi nuôi giùm con bây giờ hai đứa con á là mà khổ quá không có nuôi nó được vô, mình nói thì mình nghe đây chứ nếu chị dẫn nghe đi á đi mần nói giờ con phải gửi đứa nhỏ lại cho mẹ vợ đi rồi hay bà chị nói con chị dĩ nhiên rồi chị phải cam chịu khổ rồi tại nó không nghe lời chị thì nó khổ nó kháng chịu thôi bố ăn đào nó lấy chồng nó không hỏi chị không nói không gì hết mà người ta đi lại ta cứ hai chỗ đàng hoàng cha mẹ ta đến đây ta mua cái cây ta hỏi chị cái đó là cái duyên của nó một chị ơi nó không lấy chồng thì bây giờ nó thương thằng Hữu thì vô sướng thì nó hưởng còn đến ngày nó bệnh đau thì nó tự nó ôm chứ chị đâu có ôm gánh né nó ví dụ sau này á thằng Hữu có bỏ nó về đây thì chị nuôi nó ăn uống chăm sóc sức khỏe cho nó thôi. Còn ngoài ra chị biết làm gì cho nó giờ? Đúng rồi. Tại nó ban đầu nó không nghe lời chị thì bây giờ buổi đầu thì nuôi nhà nuôi thêm đứa cháu là bệnh nữa nè. Trời ơi, em đã bị hết một đứa rồi, em ruột tôi thì sao không ra ngay gì nè. Đứa cháu nó bệnh. Mà đó cái nhà cháu tôi nó không có bệnh, thằng cháu trai tôi nó không có bệnh. Có ý nói là cháu trai bây giờ cháu ngoại nè. Không giờ, có lành lặn như ta nữa. Giờ nó không lành lặn như ta đấy chứ. Bà mới mệt cái đó đó. Cái quan trọng nè. Bà chị thì chị còn hơn là bà mẹ quan thăm Bồ Tát mà con của mẹ anh thì. Còn ví dụ cái chuyện gì ở đâu thì ai đâu cũng biết tao khổ ra qua những gì cái bắt chị gánh mà chị ở trong nhà chị bị mấy người từ chạy mà chị bị hoài chị biết. Chị bị mấy người rồi. Thì cũng mong làm sao cho đứa bé nó ra đời là mẹ tròn con vuông. Cho chị cũng bớt cần lo lắng nữa chứ có chuyện gì cái chị Xuyến chắc phải gánh nữa quá gái chị ngày xưa chị gánh cho nó nhờ chị chúng kiếm hết được lắm chị mới có tiền lo nó chứ mà còn thấy... bây giờ tiền bạc đâu mà chị lo nó bệnh tốn tiền trăm tiền triệu không mà em thấy lụi hội chị cũng vô hoài vô bánh hoài chứ có làm sao ra ngoài nào mua số chị cũng không ai mà không thấy gì hết ngày nào cũng hứng gió vậy hả? Bữa nào cũng hứng gió nào cũng dính hăng. Bữa ngủ này nó thảy cho ông tục. Nhìn thấy chắc xa, nhìn thấy biết tôi đủ đi biển rồi. Không có ra đóng chứ biết luôn. Rồi, cố gắng lên chị Xuyến ơi, tối nay lên thăm con, mua mà làm cháo cho con ăn, chuẩn bị nuôi cháu ngoại. Chị này chị phải gánh rồi thì chung ghê nó cũng quen rồi quan Phạm ơi chị đi ha nó cũng quen rồi thôi chạy Xuyến nha thì tối nay thì chị lên đó gửi lời thăm của mấy anh em nha chúc chị gặp nhiều may mắn có gì thông báo liền cho em có gì thông báo ha chị cũng chúc em mắt tài ha mang mắt tài mắt lọc dạng sự như ý khán giả thương anh em YouTube đi mấy anh em YouTube chỉ thì giúp đời không mà đó còn cái chuyện cái sự mà mình cũng vậy người có cơm thì người có cháo để mà sống ví dụ mà bây giờ khán giả anh suy nghĩ mấy anh em YouTube ví dụ giúp cho Hữu Nga nó có tiền hoặc người khác đi cũng người ta hưởng chứ anh em này đâu có hưởng cái đúng rồi cái chuồng nào mà còn bị mang tiếng mang tay nữa thì nói chung với tụi em là nhận thì mấy em trao hết chứ tụi em có đồng cắt đồng bạc nào đâu khán giả mà nếu coi nhiều quá khán giả càng thương mấy anh em rất nhiều hơn mấy anh em hiểu sâu á rồi chào chị nha chào.